bây giờ thầy muốn giới thiệu quý vị trong tập đoàn có tay thầy Chí Thành. Dạ, kính bạch Chí Tôn Đức Đăng Nhiên, cảm ơn ngài Trâm Tôn. Kính bạch thầy Cởi Chiếu và sư cô. Kính thưa quý ông bà anh chị em Phật tử được ở hôm nay, sư chỉ đạo ở bên tiểu bang Florida. Và cái đây khoảng 2 tháng sư đến được mời đến đây, sư Basu Baku trong hệ thống cũng là tôn giáo, nhưng mà họ hợp chung với nhau các tôn giáo Hồi giáo, Công giáo, Phật giáo, thì sư được mời thuyết giảng. Thì cũng lúc thời gian có ghé chùa để biết chùa là vì sư đang tư vấn cho một cái gia đình. Chuyên khoa của sư là tư vấn trong hôn nhân và gia đình. Thì lúc đó đến thì có gặp hòa thượng, và hòa thượng mới hỏi rằng là con ở đâu vậy? Thì sư mới nói dạ ở Nha Trang. Rồi từ từ mới thổi ra là bác Hỷ, bác Hoàng Hỷ là bạn thân của ngài hồi xưa. Ở Nha Trang, sư chỉ đạo là cháu của giáo sư Hoàng Trạng, là nổi tiếng dạy tiếng Anh và tiếng Pháp ở Nha Trang. Và bố của sư là giáo sư Hoàng Quang, làm về luật di trú ở San Francisco, Florida. Sư là thông dịch viên hồi xưa ở tòa ở bên Florida, được huấn luyện ở thủ đô, và thông dịch viên cho cộng đồng mình bên luật hình sự, luật giao thông và luật dân sự. Yeah. Thì gia đình của sư hồi xưa là sĩ quan hết đó. Thì sư cũng muốn cái sự an hùng giống như vậy, cũng muốn đi lính. Và thực ra cái mục tiêu của sư hồi xưa chỉ muốn làm cảnh sát thôi, chứ không bao giờ sẽ đi tu. Dạ, gia đình là Công giáo. Thì ngày hôm nay, ngày lễ Vu Lan, chúng ta biết ơn cha mẹ, ông bà, bà nội, bà ngoại. Cũng vì bà ngoại của sư là Phật giáo, Phật giáo Đại Thừa. Và bà ngoại là chị hai, nhưng bà ngoại cũng nóng tính lắm. Nhưng mà bà ngoại thay đổi, cũng hướng về chùa, cũng niệm Phật, đi chùa thường xuyên. Cho đến khi mà sư trở lại trong cuộc sống của bà ngoại của sư, bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, thì sư để ý rằng là cái cá tính, bản chất và tính cách của bà ngoại hiền lành, đi đâu gặp ai cũng cười, không kiềm nén, không phân biệt, gặp ai cũng cười, gặp Mỹ cũng cười, gặp Việt Nam cũng cười. Rồi ông ngoại thì bị bệnh chiến tranh Việt Nam, đi phát lương bị bắn, thì bà ngoại ở độc thân cho đến khi 50 năm sau. Và sau khi bà ngoại của sư mất đó, sư xuất gia, tại vì sư cũng bị trầm cảm, cũng muốn tự tử. Thì sư nói là nếu như tự tử thì uổng quá, cái khôn ngoan trí tuệ của mình nên dùng để phục vụ cho xã hội, để mang pháp đến cho gia đình của mình. Thì ngày hôm nay thật là hoan hỷ để thấy một phòng thật là đầy đủ đông, cha mẹ, cô chú bác, ông ngoại, bà ngoại, và cho tất cả những phần tử mà đã mất cha mẹ hồi xưa. Cái thế giới của mình nó thay đổi. Sư ngồi trong nhà của các phần tử vòng quanh nước Mỹ, Cali, Georgia, Florida, Ohio, New York. Sư thấy bây giờ cái thế hệ mới không biết gì về Phật giáo đấy. Con cái bỏ nhà đi, không biết hiếu thảo cha mẹ là gì. Họ gọi sư hoài, sư ơi sư, con nói nó không nghe. Nó không nghe. Sư ơi nó dùng ma túy. Sư ơi nó đóng phòng, nó vô nó chơi game, nó nghiện game. Sư nó không nói một tiếng gì hết. Thì cái việc của sư là dùng 4 năm tâm lý học trong trường đại học để vào nhà, để làm sao mà cho đứa bé đó thích sự, chỉ biết là mình làm sao mà nó thích mình, rồi nó cảm thấy an toàn, rồi nó sẽ chia sẻ, sẽ đưa thông tin cho mình. Với thông tin đó, sư mới nghiên cứu cái đề nghị cho gia đình nên là gì. Yeah. Cái
ngày hôm nay rằng là cũng vì cha mẹ của các vị, cũng vì ông bà, cha mẹ của các quý vị đưa các quý vị đến chùa hồi xưa, thì chúng ta mới biết Tam Bảo là gì, Phật Pháp và Tăng. Đức Phật để lại 84.000 gói thuốc cho mình khám phá để nghe, để áp dụng và sử dụng trong cuộc sống của mình. Và Pháp là gì? Thực tế ra Phật giáo là gì? Phật giáo là hệ thống giáo dục hiện đại, kết quả trọn vẹn, cụ thể nhất thế giới chưa bao giờ thấy. Đó là bản chất đạo. Và ta, Đức Phật đã mất rồi, ngày chi hết tất cả các lời và các thuốc đưa lại để lại cho các quý vị, đó là Tăng. Nam mô Phật, Nam mô Pháp và Nam mô Tăng là thế. Hôm nay là sư thật biết ơn Ngài để mời sư đến để chia sẻ với quý ông bà anh chị em, và sẽ có một thời gian đầu tháng 9 hòa thượng sẽ đi công việc với lại đại đức, và sư sẽ ở đây chùa để coi chùa. Thì chỉ các quý vị nào cần tư vấn hôn nhân và gia đình thì cứ thoải mái đến chùa, hoặc là có thể gọi sư Hoa Nghĩ để đưa chào đón các gia đình ở đây. Sư muốn giảng bằng tiếng Anh chút xíu cho các thế hệ trẻ. My name is Venerable Ajahn Chidao. I've been a monk for 10 years, and I'm a Theravada Buddhist monk. I explain to all of our seasoned guests here today how I got to be a monk. I came from a family of professors and military officers. So I just wanted to like the action life, military, police. I wanted to be a police officer. Never once did I thought I was going to be a monk. It was by and through my grandmother that introduced Buddhism to me. We see around us people who are of age to be grandparents. I came from a Catholic family. So after my grandmother passed away, I ordained as a monk, realizing I was leading a suicidal path. And with all the gifts that the universe gave me, I figured I should bring the Dhamma to the world. We should give thanks today for Le Ulang Alumbana Festival. In giving thanks to our parents to bring us to monastery, Jua, so that we understand the three refuge. Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya. The Buddha left us 84,000 teachings, 84,000 different types of medicine to use to deal with life. What is Buddhism? Buddhism is the most effective and comprehensive educational system the world has ever seen. A lot of people say, I don't know how. I don't know how to live. I don't know how to treat my parents. My mom is difficult. My father is difficult. I don't know how to let go. My boyfriend left me. My girlfriend left me. We teach the how. Every other religion teaches the what and the why. Buddhism teaches the how. A more comprehensive how, I should say, to be fair. A more comprehensive how. I will be here, and my specialty is family counseling. So if you are stressed out at home, if your parents drive you crazy, if your grandparents drive you crazy, it's okay. I'm here to help. I will be here watching the monastery by myself from September 1st or 2nd all the way to the 12th. So if you are a young teenager and you don't know about Buddhism, you want to know about meditation, please feel free to reach out and come to the monastery. I've been teaching for a very long time. Just to be cool, I have 1.3 million followers on TikTok. Sư có 103 triệu người theo dõi trên TikTok. Thì hy vọng sư có thể ảnh hưởng được tuổi trẻ ở sau giảng bằng tiếng Anh. Rồi tất nhiên phải giảng chuẩn người ta mới theo. Thế hệ sau này sư chỉ có 60 giây thôi trên TikTok thôi, để bao gồm lại 84 các lời Phật dạy, để buông, để bỏ tham sân si tự bi nghĩ xa vân vân. Một lần nữa sư muốn kết thúc ngày hôm nay là chúng ta
ta biết ơn cha mẹ, quý ông bà, chúng ta biết ơn Tam Bảo, chùa, các thầy, các quý thầy, các vị cô, các sư cô hy sinh một cuộc sống đi tới, hy sinh hết tất cả để có mặt ngày hôm nay, để xây dựng chùa, để có một cái cộng đồng lớn vui vẻ, và chúng ta có thể chia sẻ, nói chuyện về pháp, nói chuyện về gia đình, nghiên cứu cách nào dạy dỗ con cái của mình tốt nhất, bền nhất, hay nhất, nhanh nhất, kết quả nhất. Một lần nữa chúc lễ Vu Lan vinh đẹp, vui vẻ cho tất cả quý ông bà, chị em Phật tử. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con nghe trọn đời ý lời Phật dạy, lìa xa điều ác, tu tập hành lành, thanh tịnh tâm ý, trước có đèn thăng văn hoa độ đắc nghĩa lời lành. Nam mô Bổn